cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn ngược vào với lại giọng nói vào. Anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070-8252-799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn ngược. Lý do Thuận chèn ngược vô là do bài này là bài mới, bây giờ làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng. Một số anh em không trả mà mình trả thì sẽ không được trả. Còn bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn ngược vào, hãy liên hệ số điện thoại 070-8252-799 như Ngọc Thuận để được tư vấn hơn. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng kim kèm, các loại số nhạc nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được loại nhớ để tránh việc nhầm tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em ở trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký cho kênh bạn của em, để lại bình luận bên dưới đăng thêm ý kiến cho em để mình có thêm nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này không bị chèn ngược vào với lại giọng nói vào, số điện thoại của Thuận là 070-8252-799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn ngược. Lý do Thuận chèn ngược vô là do bài này là bài mới nhất, bây giờ làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn ngược vào, hãy liên hệ số điện thoại 070-8252-799 như Ngọc Thuận để được tư vấn hơn. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng kim kèm và các loại số nhạc nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được loại nhớ để tránh việc nhầm tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em ở trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Thanh Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. File tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070-8252-799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do Thuận chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất, bây giờ làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là